dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Tinh thần yêu nước, lý tưởng trái tim trên thực tế hiện hữu trong mỗi ca khúc viết về Trường Sơn một cách gần gũi. Đặc biệt, hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm âm nhạc. Một trong những ca khúc nổi bật đó là Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, được nhạc sĩ Văn Dung sáng tác ngay khi hành quân trên đường Trường Sơn. Và mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này qua phần biểu diễn của top nữ đoàn viên công đoàn cuộc thi số 4. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe.